ngày 19 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án đường nối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ với đường vành đai 3. Dự án nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc cho tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khu vực nội thành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam, Đông Nam, trung tâm thành phố. Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, tuyến đường có chiều dài khoảng 3,4 km, điểm đầu giao với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, điểm cuối giao với vành đai 3. Mặt cắt ngang nền đường điển hình 60m. Dự án được triển khai với 3 gói thầu xây lắp chính. Hiện, Ban quản lý dự án giao thông đang triển khai các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán các gói thầu xây lắp để tổ chức đấu thầu khởi công dự án. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 3.240 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và được thực hiện trong giai đoạn năm 2022-2025.